bác thân mến, đêm nay chào đón các bác trở lại cái video làm cái đêm các bác nhé. Đấy, hôm nay em sẽ cắt cái cây si này. Cây si này ngày xưa thì là của em, nhưng mà tặng cho ông anh chơi cùng, một người anh có rất là nhiều ý nghĩa đối với cái tạm gọi là sự nghiệp chơi cầy của em này. Đấy, mặc dù như nào nhỉ, cái kiến thức về cây thì anh không bằng mình, nhưng về cái sự thành đạt và cái cách sống mình học được của anh rất nhiều, và chính nhờ anh mà mình bắt đầu mình dám mua những cây nhiều tiền. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng mà có những lúc liều mạng mua những cây nhiều tiền. Tất nhiên đối với những anh em có điều kiện thì không nói, nhưng đối với những người làm công ăn lương như em thì bỏ ra vài chục triệu mua một cây thực sự là rất căng, trong khi còn rất nhiều việc phải lo. Nhưng mà đấy, sau này thì cũng ổn hết, và bây giờ là có những cái uy tín nhất định, và có một số cái cây anh em thích thì chia sẻ với các bác. Một cây si rất là nhỏ thôi, nhưng mà cây này rất đẹp, rất đẹp, ngày xưa rất đẹp. Bây giờ nó đang ôm đá và quây này để cho nó ôm đá đã xong rỡ sau. Mà cây cực kỳ đẹp, cây si rất nghệ thuật. Ngày xưa cuốt chậu, mặc dù bé em cuốt chậu rất nghệ thuật, rất điệu đà, nhiều như cây tàu các bác, như cây tranh, phong tranh của tàu. Đấy, thì ngày xưa nếu các bác nào có thể theo dõi video của em cách đây khoảng 2 năm ấy, thì các bác sẽ nhớ cây si này. Hôm nay em sẽ làm giúp ông anh cái cây si này, anh ấy mới mang sang gửi, thì chia sẻ các bác đêm khuya, và chúng ta cùng làm các bác nhé. Đêm khuya rất là vắng, làm cây ban đêm nó vắng, nó tĩnh lặng, và mình nhìn thấy nhiều thứ, mình nghĩ được nhiều điều. Mỗi cây là một câu chuyện mà, đâu có chỉ là riêng cái câu chuyện về dáng thế đâu, nó là cảm xúc các bác, cảm xúc. Và tôi vẫn luôn hướng tới cái kênh của tôi là người xem có cảm xúc, chứ cây đẹp thì bây giờ thị trường nó nháo nhào quá. Mọi người nhà nhà kinh doanh cây cảnh, rồi làm truyền thông về cây cảnh chỉ để thổi giá tiền, đưa những cuộc giao dịch tiền tỷ. Tôi bán cây rất nhiều quá chứ, nhưng tôi chẳng bao giờ tôi đăng bán cây nào, tự các bác hỏi thôi. Rất vui vẻ giao lưu với các bác thích cây của mình, rất vui. Và thực tế là có thu nhập, nhưng mà nó không đáng bao nhiêu. Nó là cái để tôi duy trì cái đam mê và mua cây tiếp tục chơi và quay phim phục vụ các bác. Đấy các bác hiểu nhé, nó là hai cái vấn đề khác nhau nhé.
đồ kỷ niệm mà các bác. Đấy, đồ kỷ niệm. Đấy, chia sẻ các bác là về người anh trai một chút là người anh rất là thành đạt và cũng lớn tuổi hơn tôi nhiều. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên, ngày đầu tiên gặp ấy, là bác ấy rất là chân thành, chân tình. Đấy, không phân biệt giàu sang gì cả. Và rất chân tình chờ tôi ở chợ Vạn Phúc. Mà hôm đấy rất là mưa gió, chờ rất lâu, chất chờ khoảng nửa ngày đấy, để gặp anh em gặp nhau. Đấy, thì từ ngày đấy thì anh em thân. Và bây giờ thì có thể nó mỗi người cuộc sống nó khác đi rồi, nó không còn được như ngày xưa. Nhưng mà tôi vẫn vẫn có một cái gì đấy để là kiểu như là nhớ tới ấy. Này là chẳng biết nói thế nào, nhưng mà đấy, cái kỷ niệm này, kỷ niệm anh ấy đây, thì các bác xem thấy được không? Cái bệ nó mà lộ ra các bác phê lắm, thích lắm, thích lắm các bác. Thì hôm nay tôi lại đấy, khoảng độ 2 năm thì lại gặp lại và lại được làm lại cây này, vẫn tay tôi cắt mọi thứ. Thi thoảng anh em vẫn gặp nhau ít hơn xưa. Đấy các bác, thì hôm nào tôi dỡ cái này ra thì các bác xem sẽ thấy thích cái cây này. Đấy là điều đương nhiên, một cái cây rất đẹp mặc dù bé quá nhá. Ngọn tôi dựng đây, tôi bỏ hết những cái kia đi vì nó đã khá rõ ràng này. Tiếc là anh ấy cái điều kiện chăm ở trên chung cư của anh nó khó, thì đáng lẽ nó cũng xong rồi đấy, nhưng mà giờ tôi phải bỏ đi rất nhiều chỗ nó bỏ, nhưng mà vẫn không sao, xì nó cũng nhanh thôi. Đấy các bác nhìn, ban đêm cây này nhìn hơi khó. Những cây tôi nói phải nói lại các bác nhé, những cây dáng làng hoặc những cây vách nhiều chiều sâu quay phim gần như không thấy hết được, phải xem trực tiếp vì nó có quá nhiều chiều sâu mà cái ảnh này nó chỉ là 2D thôi, bác hiểu không? Mà cây nó quá nhiều chiều. Đấy, cây này nó là cây nhiều mặt, nhiều mặt, nó ngồi trên viên đá này. Đấy, và có cái đại loại là có cái mỏm nó lên đây thì nó nằm ở đây và nó buông cái tán này xuống. Cái chỗ này nó không nảy được, rất là tiếc, nhưng cũng chẳng sao, cái này đánh giá được. Này, chắc nhìn ở đây cũng thấy rõ hơn. Vách viếc xuống rất kinh, đùi gà đùi ếch, đùi gà đùi ếch. Đấy, cục kịch cất giật đồ bé, cái này sao thu nữa nhỉ các bác nhá. Đấy, những cái bác nào mà xa quê chắc nhìn thấy những cây dáng làng, những cây vách thì thích lắm. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Nó là một cây đẹp các bác, một cây rất đẹp, số cỡ bé, cỡ cầm tay. Cao chắc bằng cái bật lửa bằng hai cái bật lửa lên đây, bằng hai cái, một cái bật lửa, hai cái bật lửa, cái bật lửa bé. Đấy, rất điệu đà đấy, bệ bãi nó bò trên mặt, nó nằm trên chậu lâu năm từ bé, sau nó lượn lên thế này, phân chi đùi gà được ra rất hợp lý. Đáng lẽ cây này nên quay ban ngày thì nó sẽ các bác nhìn rõ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Phần chi phần bồng đã rất hài hòa rồi, chuẩn rồi.